Tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 tháng 7 âm lịch. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tháng cô hồn là tháng được cho là tháng của âm hồn, xạ quỷ, là tháng mà Diêm Vương cho khai mở quỷ môn quan cho các âm hồn quay về dương gian thăm lại cố hương và người thân. Chính vì thế mà tháng này là tháng âm cực vượng, gây nên bao nỗi kinh hoàng cho dương gian. Trong thời gian này, theo quan điểm của dân gian, thì hầu hết mọi người đều tránh không làm việc đại sự. Ấy vậy mà, những người tuổi Nhâm Tý lại là một trong những người được thần tài chiếu cố, ban lộc trời cho trong tháng này. Nhờ được quý thần tương trợ nên những người tuổi Nhâm Tý vô cùng thuận lợi, cứ làm lại được lộc trời cho, khiến cho bao người phải ngưỡng mộ và nể phục. Những người tuổi Nhâm Tý 1972 thường hội tụ những phẩm chất tốt như khả năng quyết định nhanh chóng. Họ là người có lý tưởng, óc tưởng tượng, khả năng sáng tạo và lòng trắc ẩn. Không những thế, họ còn được biết đến là những người tốt bụng, chủ động và có tính cạnh tranh cao. Họ là người thông minh, hậu rộng, biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Họ đề cao tính tập thể, đoàn kết. Tuy nhiên, đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất thì tính cách của họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất coi trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi video chi tiết ngay sau đây. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Nhâm Tý trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Người tuổi Nhâm Tý 1972 có mệnh tang đấu mộc, thời thơ bé gặp nhiều trắc trở, trải đủ hoạn nạn, khó khăn. Đến thời trung niên, vận mệnh khởi sắc, không cần phải lo cơm ăn áo mặc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào. Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ, tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập, tự mình quán xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã, sung sướng. Họ là người thông minh, học rộng, biết nhiều, hiểu biết luật pháp, cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Những người này đề cao tính tập thể, đoàn kết. Tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất, tính cách của họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn chú ý giữ gìn hình tượng của mình. Người tuổi Nhâm Tý rất linh hoạt khi xử lý công việc, họ không phá vỡ nguyên tắc mà khéo léo lợi dụng những kẽ hở giữa đó để đạt được mục đích, giúp công việc đạt hiệu quả cao. Họ theo đuổi sự ổn định trong cuộc sống, vì thế mà thường hay lo lắng không đâu. Tuy nhiên, bất an lo sợ khiến họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, cũng nỗ lực làm việc để đảm bảo cuộc sống được an lành. Vào tháng 7 âm lịch, gia chủ tuổi Nhâm Tý sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của gia chủ tuổi Nhâm Tý sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của gia chủ, vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tháng này, nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Song đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến mệnh chủ mất cảnh giác, trở nên khoe khoang tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của gia chủ, cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Nhâm Dương Thủy gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Nhâm Tý nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Bên cạnh đó, năm 2021 thái tuế là Sửu. Để cho vận trình sự nghiệp, sức khỏe, gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát về mệnh chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát để thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên mệnh chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy.
Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Nhâm Tý trong tháng 7 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Vì tuổi Nhâm Tý nằm trong tam hợp với thân, mà tháng 7 là tháng bình thân, nên những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Tuổi Nhâm Tý sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của gia chủ tuổi Nhâm Tý sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của cô chú. Vì vậy, năm nay, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Sự nghiệp của mệnh chủ có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng. Tuy nhiên, mệnh chủ sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Có điều, mệnh chủ cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từng lời nói, hành động của mệnh chủ đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến mọi người vướng vào rắc rối, phiền phức không đáng có. Vậy nên để kích hoạt vượng vận thì gia chủ tuổi Nhâm Tý cần mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tý, thìn, giúp các mối quan hệ được phát triển hơn, hóa giải những xung khắc không may xảy ra. Đồng thời với năng lực ngưng tụ, thiên, địa, nhân sẽ giúp gia chủ tuổi Nhâm Tý kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và chiêu mời quý nhân phù trợ cho mệnh chủ trong thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Tháng này, mệnh chủ có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết mệnh chủ sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà mệnh chủ chưa bao giờ đạt được trước đây. Tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần mệnh chủ nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu mệnh chủ không biết cân đối tài chính thì tiền của sẽ không cánh mà bay. Mệnh chủ cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc mệnh chủ cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tý, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, sinh ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Nhâm Tý. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, mệnh chủ có thể thu hút nhiều người khác giới. Nhưng mệnh chủ cần giữ khoảng cách nhất định và phải xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp mệnh chủ, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của mệnh chủ và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản, tài chính. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho mệnh chủ và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản mệnh chưa thấy mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà mọi người chẳng thể chối từ. Đặc biệt, Thầy Gia Cát khuyên trong thời gian này, mệnh chủ hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tý, thìn. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp mệnh chủ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải, tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Nhâm Tý trong tháng 10 âm lịch. Sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý trong tháng 7 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của người tuổi Nhâm Tý có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc.
Công việc có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tâm trạng của gia chủ. Mệnh chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng. Chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng, tinh thần thật tốt. Nếu không, sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của mệnh chủ trong tháng sau. Các gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ tiếp tục chia sẻ tới quý vị và các bạn những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 7 âm lịch, để gia chủ tuổi Nhâm Tý có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Xin mời mọi người hãy cùng theo dõi video. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 7 và kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân, nạp âm sơn hạ hỏa. Tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục. Xung dần, hình dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Nhâm Tý trong tháng 7 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 7, tức ngày 14 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, giáp ngọ. Thứ hai, ngày âm lịch 19 tháng 7, tức ngày 26 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, bính ngọ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Nhâm Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, quý gia chủ hãy mang bên mình tăng cường vận khí. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng cần có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Nhâm Tý tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 2 tháng 7, tức ngày 19 tháng 8 dương lịch, nạp giáp kỷ sửu, nạp âm, phích lịch hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 14 tháng 7, tức ngày 21 tháng 8 dương lịch, nạp giáp tân sửu, nạp âm, bích thượng thổ. Thứ ba, ngày âm lịch 26 tháng 7, tức ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch, nạp giáp quý sửu, nạp âm, tang trá mộc. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Nhâm Tý trong tháng 7 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.